Song Ji-hyo thoát vai trong Running Man biến thành phù thủy dụ dỗ trai trẻ trong nhà hàng phù thủy. Mới đây vào ngày 3 tháng 6, nhà sản xuất dự án phim truyền hình Nhà hàng phù thủy đã tiết lộ một số hình ảnh đầu tiên của Song Ji-hyo, Nam Ji-hoon và Choi Jong-hyuk. Được biết, phim thuộc thể loại kỳ ảo đen tối, nội dung kể về một nhà hàng phù thủy chuyên bán thức ăn bằng cách trao những điều ước để đổi lấy linh hồn của khách hàng. Song Ji-hyo đóng vai bà chủ kim phù thủy Hera, người làm ra món ăn linh hồn bí ẩn. Không ai biết gì về Hera ngoài cái tên cùng tính cách kỳ lạ lạnh lùng đến ớn lạnh của cô. Vai diễn lần này khá giống với nhân vật của Song Ji-hyo trong dự án điện ảnh Intruder – Kẻ xâm nhập, nhưng ít kinh dị và u ám hơn nhiều. Trong khi Nam Ji-hoon đảm nhận vai Jin, nhân viên đang phải trả giá khi đã thỏa thuận với phù thủy. Cuối cùng, Choi Jong-hyuk thủ vai nhân viên bán thời gian Gil-yong, người có một tâm hồn trong sáng. Sự kết hợp giữa các diễn viên có kinh nghiệm và những người mới được kỳ vọng sẽ mang lại phản ứng hóa học mới lạ cho nhà hàng phù thủy. Trong những hình ảnh được tiết lộ, phù thủy Hera huyền bí với vẻ ngoài đầy mê hoặc. Jin trông giống như bao cô gái bình thường khác nhưng lại có sự mạnh mẽ. Và Gil-yong vui vẻ trẻ trung với nụ cười ấm áp. Khán giả mong đợi sự kết hợp của bộ ba có tính cách ngoại hình khác nhau này. Tự hỏi họ sẽ điều hành nhà hàng như thế nào khi làm việc cùng nhau. Biển hiệu và lối vào nhà hàng được gọi là The Wish, trông rất ma quái và bí ẩn. Đồng thời, phim cũng kích thích trí tò mò, trí tưởng tượng của người xem và khiến họ hào hứng trong thời gian tới. Nhà hàng phù thủy được làm dựa trên câu chuyện đã đoạt giải Daejeon, giải thưởng lớn tại cuộc thi truyện lần thứ 3 của Kyobo Book Center. Câu chuyện được khen ngợi là cảm động về những chủ đề thực tế mà ai cũng có thể liên tưởng được. Chính vì vậy, bộ phim hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và gây cấn. Đặc biệt khi được chỉ đạo bởi đạo diễn So Jae-hyun, người làm nên thành công cho những Điên thì có sao, Hoàng tử 100 ngày. Vào ngày 4 tháng 3, đại diện ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc tiết lộ tác phẩm kinh điển ăn khách Princess House được làm hoàng hậu đã được xác nhận làm lại bản mới. Dựa trên một truyện tranh nổi tiếng, bộ phim ra mắt khán giả vào năm 2006 trên đài MBC. Phim lấy bối cảnh xã hội Hàn Quốc vẫn còn được chế độ quân chủ cai trị. Câu chuyện bắt đầu khi một nữ sinh trung học bình thường được đưa đến hoàng cung theo một hợp đồng hôn nhân sắp đặt với thái tử. Bộ phim gốc có sự tham gia của Jun Eun-hee, Yoo Eun-hee, Song Ji-hyo và Kim Jun-hoon. Sau thành công của được làm hoàng hậu, dàn diễn viên trẻ thời đó cũng có cơ hội trở thành ngôi sao. Trước thông báo về bản làm lại, cư dân mạng đang nhìn lại vẻ đẹp đặc biệt của Song Ji-hyo từ 15 năm trước. Được biết, mở ngố vào vai Min Hyo riêng mạnh mẽ và khoe nhan sắc hút hồn khiến nhiều khán giả thán phục. Với dung nhan diễm lệ, Song Ji-hyo có thể vào vai nữ sinh trung học xinh đẹp mối tình đầu của thái tử. Cư dân mạng bình luận, cô ấy thật ấn tượng. Bây giờ Song Ji-hyo xinh đẹp nhưng vốn đẹp từ thời điểm đó rồi. Lúc đóng vai nữ sinh trung học, Song Ji-hyo đã 25 tuổi rồi. Song Ji-hyo trông rất trẻ trung, trông vẫn như ngày hôm nay. Thời điểm đó, tôi rất thích Song Ji-hyo, chị ấy từng là hình mẫu lý tưởng của tôi.